Đây các bác ơi, cái mẫu vòng đốt trúc đây, vòng đốt trúc hàng tốc núi rừng đây các bác. Hàng này cực kỳ già nhé các bác nhé, gỗ rất là đanh. Loại này thì giá của nó cũng khá là hợp lý thôi các bác, nó không quá cao. Lát nữa tôi sẽ báo giá cũng như là để cái link ở bên dưới các bác vào, các bác tham khảo ở cái phần website của một con shop nhé. Các bác nhìn cái chất gỗ này, chất gỗ trầm hương hàng rừng tự nhiên này. Các bác nhìn cái thớ gỗ, các bác để ý cái thớ gỗ nhé. Đó, nó kéo dài và những cái thớ gỗ của nó rất là nhỏ, mịn, gỗ rất là mịn cứng các bác nhé, cứng đanh. Loại này thì hương thơm của nó ra sao các bác rất là thắc mắc đúng không ạ? Nó thơm rất là dịu nhẹ và dễ chịu, có vị thanh ngọt nhé các bác, có vị thanh ngọt nhé, thơm cực kỳ là dễ chịu luôn. Trầm hương mà, trầm hương thì nó có hương thơm rất là dễ chịu và thoải mái thư giãn. Khi mà các bác mua hàng ấy thì bên tôi sẽ tặng cho các bác một cái lọ để các bác có thể bảo quản như thế này. Đó, các bác bảo quản vòng bên trong này. Ở đây thì tôi chọn cho một anh khách, anh ấy khoảng 65 cân. Thì anh cũng đã theo dõi một con số một thời gian rồi. Và cái mẫu vòng trầm hương này thì nó giá nó hợp lý. Giá hiện tại thì cái mẫu này là 2 triệu 8 thì đang được giảm còn 2 triệu 200, 2 triệu 200 nghìn nha các bác. Các bác có thể kích vào bên dưới cái phần bình luận cũng như là mô tả video để xem báo giá trực tiếp ở trên website cũng như là đặt hàng trực tiếp. Hoặc các bác có thể kết bạn Zalo số điện thoại ở trên màn hình. Bên tôi sẽ gửi hình cũng như là báo giá trực tiếp cho các bác những video ngắn quay trực tiếp những cái sản phẩm mà tôi chọn cho các bác nhé. Các bác yên tâm khi mà nhận hàng thì được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Các bác có thể thanh toán chuyển khoản hoặc là nhận hàng thanh toán tiền mặt đều được nhé. Đối với những các bác mà khách hàng đã mua hàng rồi thì tôi cứ gửi hàng cho các bác thôi, không cần phải các bác yêu cầu các bác đặt cọc làm gì. Nhưng mà đối với những các bác nào khách hàng mới, các bác đã theo dõi một nhiều rồi thì các bác biết cái phong cách làm việc của một hương xốp rồi. Bên tôi thì cũng không là muốn các bác đặt tiền 100-200 nghìn làm gì đâu cho nó nát nhát ra, nhưng mà cái này là nhiều khi là tôi yêu cầu các bác vậy là để nọc khách hàng thôi các bác ơi, nọc khách hàng, nọc những cái khách hàng mà người ta đặt hàng nhưng mà người ta không nhận hàng ấy. Nó nhiều lý do lắm, nói ra đây thì nó hơi dài, nhưng mà cái đấy chỉ là gọi là nọc cái bước đầu thôi các bác, để cho các gọi là những anh em thiện chí người ta sẽ không 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 thắc mắc những cái đấy. Còn những người nào mà người ta kiểu những thành phần mà tôi đang nói đến ấy, thì người ta sẽ không không đặt đó, thì tôi gọi là không bỏ qua luôn, bỏ qua những cái người như vậy luôn, đỡ mất thời gian. Tôi phục vụ những anh em nào mà thiện chí, thích yêu thích trầm hương, yêu thích đặt hàng ngay, muốn sử dụng một cái sợi trầm hương loại tự nhiên tốt, thì tôi sẽ tập trung thời gian phục vụ những anh em nào mà như vậy nhé các bác. Chưa nhiều, cũng nhiều khách hàng lắm thì tôi không thể nào mà phục vụ hết công suất được, cho nên là rất là mong các bác thông cảm. Nếu mà có cái điều gì đấy mà các bác chưa hài lòng thì các bác cứ góp ý thẳng thắn với Mộc Hương Shop bên tôi. Tôi là Huy Mộc Hương thì sẵn sàng nghe chia sẻ của các bác cũng như là góp ý của các bác cho Mộc Hương Shop ngày càng tốt hơn. Chứ tôi cũng không có cái gọi là không không có cái gì cả. Các bác không có cái gọi là ngại hay là vấn đề gì, các bác cứ góp ý trực tiếp, cứ thẳng thắn với nhau là bên tôi sẽ sửa đổi cũng như là cải tiến. Không không sao hết, vì người mà nhân vô thập toàn, mình không thể nào mà hoàn thiện 100% được, tất cả là nhờ có các bác hết. Các bác có thể đi trước, người đi trước, các bác hoàn thiện cho một hộp xốp dần dần đó. Và bên tôi cũng cố gắng là hoàn thiện cái chất lượng sản phẩm nhé, để phục vụ các bác. Các bác yên tâm là một điều là như vậy, khi mà các bác không có không không đặt hàng thì thôi, chứ các bác đặt hàng, đã đặt hàng tại một hộp xốp là các bác mãi mãi sẽ là những khách hàng của một hộp xốp, và bên tôi sẽ chăm sóc. Hoặc là các bác có cái
nhu cầu gì hoặc là cần hỗ trợ gì, ví dụ như dây hạt hay là đánh bóng vòng, mãi về sau này thì bên tôi cứ gửi về bên tôi là bên tôi sẽ hỗ trợ nhé. Vì là các bác đã khách hàng tại Mộc Hưng Shop rồi nên là các bác yên tâm cái vấn đề hỗ trợ khách hàng sau này nhé. Cảm ơn các bác nhiều, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe và hy vọng các bác sẽ lựa chọn được những cái sản phẩm ưng ý tại Mộc Hưng Shop nhá. Cảm ơn các bác.